Đêm mùng 1 tháng 5 năm 1954, đợt tấn công thứ 3 bắt đầu. Tiếng đại bác của quân ta đã... Mười bảy giờ ngày mùng 6 tháng 5, ta chiếm đồi A1, cao điểm cuối cùng. Xung kích ta đã ập đến gần cửa hầm. Đờ Cát và Cô Nhi cầu cứu lẫn nhau cuống cuồng. Cờ quyết chiến quyết thắng của Hồ Chủ tịch phấp phới bay trên chỉ huy sở Đờ Cát. Đúng như đã hẹn, các chiến sĩ Điện Biên Phủ trở về thủ đô giữa một rừng cờ và hoa rực rỡ tưng bừng trong niềm vui sướng vô hạn của nhân dân cả nước. Oh!
gái Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường cho từng chuyến xe anh qua, vang giọng hát em ngân xa. Tuổi thanh xuân đến với núi rừng, dù bom rơi mưa giông nắng lửa, vượt hiểm nguy em băng băng qua, mở đường xe anh ra tiền tuyến. Anh qua bao núi cao, anh qua bao dốc đèo, đường anh đi mang tình em như tình quê hương nâng bước ta đi. Đường in trong tim anh, đường in dấu chân em, đường Trường Sơn yêu biết mấy khi miền Nam sáng trong lòng anh. Đi san đường bạt núi giữa pháo sáng với đạn bom, như người chiến sĩ sông pha em hộ tống xe anh qua. Trường Sơn ơi, núi cao mấy tầng, đường em ghi chiến công lẫy lừng, tràn niềm tin trong muôn gian lao, đường tiền phương xe anh thẳng tới. Sao lung linh sáng trời như em say sáng đường, đêm chưa tràn niềm tin như tình quê hương nâng bước ta đi. Đường in trong tim anh, đường in dấu chân em, đường Trường Sơn yêu biết mấy khi miền Nam sáng trong lòng anh. Đường Trường Sơn say chiến đấu khi miền Nam sáng trong lòng anh. Gậy Trường Sơn luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi, luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lùi. Gậy trong tay mỗi đá bóng, màu gỗ quê hương mà cả mỗi tinh dân, như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa với bao người thân. Trường Sơn ơi, cây Trường Sơn khi lên đường càng sôi trong lòng bao truyền thống quê hương. Đạn bom quân thù đang vẫy mau, tung sáng tung kiên bao liệt sĩ còn đây, như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa sắt son đừng phai. Trường Sơn ơi, cho dấu hiểm nguy đừng tâm đứng chi, trong bước đi nghe tiếng đồng quê, nghe gió reo bờ tre tốc lúa, nghe tiếng người mến thương vẫn dặn dò xưa vững truyền thống của đất nước. Trường Sơn ơi, ta đã lên đường với gậy quê hương. Trường Sơn ơi, chan chứa bao tình, cho gậy mòn dốc núi vẫn luôn giữ tâm lòng son, sức trẻ đi cứu nước vàng hướng dây Trường Sơn.
quê tôi luyện sức thật dẻo dai, hành quân đêm ngày cùng súng đạn nặng vai, người thân yêu trao về Trường Sơn khi lên đường, cảm xúc trong lòng bao truyền thống quê hương, đạn bom quân thù đang vây mau, cùng sáng chung kiên bao liệt sĩ còn đây. Trường Sơn ơi, cho dấu hiểm nguy bền tâm vững chi, trong bước đi nghe tiếng đồng quê, nghe xo reo bờ tre gốc lúa, nghe tiếng người mến thương vẫn rằng dò, giữ vững truyền thống của đất nước. Trường Sơn ơi, ta đã lên đường với gậy quê hương. Trường Sơn ơi, cây súng chân băng qua gió mưa, đầu đội trời sao thưa, thân băng qua thép gai, một làn làn mưa bay cây ta bốc cao lửa tiếng hành hồ, bao yêu thương thiết tha gửi lại người phương xa, ta đi trong tiếng ca ngả đời còn ngân nga, ôi thật yêu hành sao bước trên chân bước trong chiến hào, nhìn đồng đội yêu sao chia nhau từng dây sông, ta chia nhau hiểm nguy đường dài dìu nhau đi, ta chia nhau chiến công và nhường mệt đêm đông, ta đi qua chiến tranh vẫn tươi nụ cười. Xa em bao tháng năm mà lòng chẳng xa xăm, trong đêm sao biết xanh nhìn bầu trời lộng lanh, sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh. Đường dài anh quân xa đi khắp non sông nhà, ngày ngày quàng trên vai ba lô và cây súng, chân băng qua gió mưa, đầu đội trời sao thưa, thân băng qua thép gai, vượt làn đạn mưa bay, quê tim ta bốc cao lửa tiếng anh hùng, bao yêu thương thiết tha gửi lại người phương xa, ta đi trong tiếng ca ngàn đời còn ngân nga, quê ta kiêu hãnh sao bước trên xa. Dìm già mở người xưa ôm súng gác bên đường, lòng nặng tình quê hương, đêm mơ về thành phố, ta xa trang sách xưa làm bàn dựng cây thưa, ta xa bao phố trưa dần mình vào đêm mưa, tay dính máu xương giữ thiên phố thường. Ơi em nơi phố xa giờ này vào ca ba, yêu trong cách xa tình ngàn ngào hơn hoa, em được yêu anh sao khi chung lòng ta. Ơi em nơi phố xa giờ này vào ca ba, ta yêu trong cách xa tình ngàn ngào hơn hoa, em được yêu anh sao.
bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con. Dáng hình ai có một bài ca không bao giờ quên, là ca mùa xuân tim không phai. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những mùa nước đổ. Bye.
xưa ấy ta lên đường cầm tâm giống đánh Tây Càng Trường, nay đi đánh Mỹ xâm lược và lại vung súng ra ra trường. Dầu nay mái tóc quá râm mà lòng vẫn thấy thanh xuân, nở non sông chưa trả hết, kẻ thù kia chưa quét hết. Đời trẻ trung quanh lìa của chúng ta là tiếng ca trên đường vui chiến đấu tuổi già. Như cây bách như cây tùng, mặc dầu cho gió mưa bao bùng, khi đói khát khi lạnh lùng, già này thì lá gan anh hùng. Đời ta đi khắp muôn phương mà lòng vẫn nhớ quê hương. Giờ con nơi thôn xóm đó kẻ thù đang gây sóng gió, bà nó đang mong đợi ở chúng ta, cùng xóm thôn ngày đêm không tiếc thân già. Ông cha đã sống anh hùng thì đời sau cháu con anh hùng, dùng đôi cánh lên muôn trùng, cuộc đời ơi mến yêu vô cùng. Đời ta có bác kính yêu, tình đảng ấm áp nâng niu, ngọn thơm cây xanh trái chín, cánh đồng mênh mông mưa chín. Thằng cháu kêu ông ngoại nó mới viết thơ nè, rằng nó đang hành quân lên hướng trên bờ, chân không mỏi gân không mềm, đường càng xa chỉ ta. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2016 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2016. Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội lên thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo, gia đình người có công và thăm lại chiến trường xưa tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Đồng chí Trần Đăng Ban, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Bảo Thắng đề nghị lên thăm mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Tiến Hưng, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt về dự buổi giao lưu ngày hôm nay có đầy đủ 90 đồng chí của đoàn Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đến dự và giao lưu, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Chiến binh của thành phố Hà Nội đến thăm huyện Bảo Thắng. Sau đó ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện của đoàn Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội sẽ lên phát biểu công tác tại huyện Bảo Thắng cũng như là tại thành phố Hà Nội hiện nay. Xin trân trọng và giới thiệu kính mời đồng chí Trần Văn Ban, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện sẽ lên phát biểu chúc mừng đoàn Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí cựu chiến binh thành phố Hà Nội, hôm nay rất vui mừng và phấn khởi cho quân và dân Bảo Thắng được các đồng chí cựu chiến binh thành phố Hà Nội và các quý vị đại biểu, quý khách đến thăm và giao lưu cùng đơn vị. Cho phép tôi thay mặt cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Bảo Thắng xin nhiệt liệt chào đón các đồng chí cựu chiến binh trong đoàn thành phố Hà Nội và các quý vị đại biểu khách quý. Kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống và luôn là tấm gương soi sáng cho thế hệ. Kính thưa các đồng chí, Bảo Thắng là địa phương giàu truyền thống cách mạng, nhân dân các dân tộc trong huyện có truyền thống đấu tranh anh dũng lâu đời và rất tự hào. Với diện tích tự nhiên 683 km² với 17 dân tộc sinh sống trên địa bàn, có 6,3 km đường biên tại khu vực bản thiện, nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng luôn phát huy truyền thống yêu nước, đứng lên đấu tranh chống lại xâm lược của kẻ thù. Đến cuối thế kỷ 19, khi thực dân Pháp tiến hành xâm lược Lào Cai, điểm khởi đầu và vàng nhỏ thì quang, chúng chia làm hai cánh quân tiến dọc theo hai bờ sông Hồng đánh chiếm Bảo Thắng. Nhân dân tộc Bảo Thắng phát huy truyền thống quật cường,
khởi dậy, chống dậy, chống lại thực dân Pháp. Điển hình là các cuộc đấu tranh của đồng bào, người Tây, người Giao, của Gia Phú. Tháng 12, 1988, với sức mạnh phi thường đã đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn phản động tay sai. Ngày 2 tháng 4 năm 1948, tỉnh đội quân của Lào Cai được thành lập và phong trào du kích mạnh mẽ ở cụ thể là ở Gia Phú, Tôn Giao. Mỗi xã là có 2 tiểu đội, giờ là hiện bây giờ là lực lượng vũ trang của thắng, là thực sự là vững mạnh qua các thời kỳ. Cho nên là trong các thời kỳ đó là thể hiện là cái quân và dân của bà thắng là thắng lợi chiến dịch Lê Hồng Phong 1 và Lê Hồng Phong 2 trên địa bàn. Trong đó ngày 8 tháng 12 năm 1950, Trung đoàn 102 lổ súng tiến công đồn Phú Lu. Đến ngày 3 tháng 12 năm 1950, ta chiếm được đồn Phú Lu, tiêu diệt toàn bộ ban chỉ huy đồn Phú Lu của địch, thu nhiều vũ khí, được giải phóng Phú Lu. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của huyện ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng, tập trung triển khai các chương trình đề án, kế hoạch và nghị quyết cụ thể hóa của đại hội đảng bộ huyện Bảo Thắng. Điều kiện thực tế của địa phương, kết quả là phát huy chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, với xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Công tác quốc phòng trong khu vực phòng thủ được quan tâm củng cố tăng cường vững chắc để phát triển kinh tế xã hội. Cơ quan quân sự huyện xây dựng đạt trong sạch vững mạnh toàn diện, quản lý đăng ký chặt chẽ lực lượng dân quân tự vệ, tự vệ đồng riêng theo luật hướng dẫn của cấp trên, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuyên truyền huấn luyện giáo dục chính trị pháp luật quốc phòng an ninh, diễn tập luyện tập khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, xây dựng nông thôn mới. Chất lượng tổng hợp sức mạnh của lực lượng vũ trang được nâng lên, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chúng tôi hay nghĩ là Bảo Thắng chúng ta là như con rồng của châu Á đang phát triển rất mạnh mẽ. Cụ thể là xin thưa các đồng chí là Bảo Thắng chúng tôi, tất cả các con đường to đường nhỏ toàn bộ đi qua huyện Bảo Thắng, ví dụ như trục đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, trục đường 70, trục đường 4E, trục đường 152, trục đường 51 và các đường khác, và có đường sắt, có 2 đường sắt đấy, đường sắt Hà Nội Lào Cai và đường sắt các đường mỏ, và có được đường sông, tiến tới là có đường bay đấy. Cho nên Bảo Thắng chúng tôi ví như là một con rồng của châu Á phát triển vượt bậc. Sau này các đồng chí lên thăm, và thực tế trước kia đồng chí đóng quân ở đây thì Bảo Thắng rất là hoang sơ, đường xá toàn bộ đường đất đường sỏi. Nhưng đến bây giờ đồng chí lên đấy thì nhận biết là kinh tế phát triển của Bảo Thắng thực sự là đang đi vào tốt đầu của tỉnh trong cái kinh tế phát triển hội nhập bây giờ. Xin thưa các đồng chí là Bảo Thắng là rất nhiều tài nguyên môi trường, cũng như là quân Bảo Thắng, quân và dân Bảo Thắng là những người yêu nước. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Bảo Thắng xin chân thành cảm ơn công lao tình cảm của các đồng chí, kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ chúng tôi noi theo. Trong đó là các đồng chí cựu chiến binh là mãi mãi tự hào là lực lượng chiến binh Hà Nội. Hôm nay chúng tôi xin hứa với các đồng chí là đem hết sức mình phấn đấu rèn luyện nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự lực tự cường vượt qua khó khăn thử thách, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân từng bước hiện đại, bảo đảm quân đội thực sự là đội quân chiến đấu trung thành của đảng, nhà nước, của nhân dân, xứng đáng với niềm tin của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Và các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và hội cựu chiến binh của Bảo Thắng là chúng tôi xin chân thành sâu sắc cảm ơn sự quan tâm
thăm hỏi của các đồng chí lên thăm chiến trường xưa và xin kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, dồi dào hạnh phúc và thường xuyên quan tâm giúp đỡ đến thế hệ trẻ chúng tôi. Và trên cương vị chỉ huy trưởng, chúng tôi xin hứa đồng chí là chúng tôi là những người đứng ở đầu sóng ngọn gió, là luôn phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, là thể hiện là sức mạnh của quân đội, sức mạnh của lực lượng vũ trang đánh thắng mọi ý đồ xâm lược của kẻ thù. Một lần nữa tôi xin kính chúc các đồng chí trong đoàn cựu chiến binh thành phố Hà Nội mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang của thắng có bó hoa tươi thắm xin tặng các đồng chí trong đoàn. Xin mời đồng chí trưởng đoàn lên nhận. Kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 1945-2016, địa phương tiếp tục học tập và công tác lao động tại thành phố Hà Nội. Hôm nay, nhân dịp này, đoàn cựu chiến binh chúng tôi sau 3 năm chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ quân sự được trở về địa phương. Và còn bao những điều lưu luyến, nơi đây chúng tôi không bao giờ quên những tình cảm sâu sắc của nhân dân, cán bộ của địa phương đã đùm bọc giúp đỡ cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo huyện Bảo Thắng cùng toàn thể quý vị có mặt về dự buổi gặp mặt thân mật với chúng tôi ngày hôm nay lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Trên 1.000 quân nhân của 4 huyện tại thời điểm đó, của 4 huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Mỹ Đức và Ứng Hòa, lúc đó là Hà Xuân Bình, nay là thành phố Hà Nội, đã có mặt về làm nhiệm vụ quân sự từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 1986 và được đặt chân bảo vệ miền biên cương của Tổ quốc tại khu vực huyện Bảo Thắng chúng ta hôm nay. Với tâm tư, tình cảm mà chúng tôi quay về thăm lại đơn vị cũ và cũng có một cái hành động gì đó nho nhỏ mang lại để lại một cái ý nghĩa sâu sắc đối với cựu chiến binh Hà Nội chúng tôi ngày nay, với người cán bộ và nhân dân thôn Cóc Né, xã Phong Hải, cũng như là toàn thể được các đồng chí cán bộ lãnh đạo của huyện Bảo Thắng ngày hôm nay. Đó là gì? Tại buổi tối ngày hôm qua thì chúng tôi, đoàn chúng tôi đã được cán bộ và nhân dân thôn Cóc Né, thị trấn Phong Hải tiếp đón rất là nồng hậu, và chúng tôi chỉ có một chút quà nho nhỏ để tặng cho toàn bộ các cháu học sinh tiểu học của thôn Cóc Né. Mặc dù xét về giá trị kinh tế không lớn, nhưng đây chúng tôi nghĩ rằng đó là cái tình cảm giữa những đồng chí cựu chiến binh năm xưa, đó là chúng tôi hôm nay phải có trách nhiệm một phần nho nhỏ đối với những người con quê hương mà chúng tôi, nơi những người cựu chiến binh chúng tôi đã làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc những năm xưa. Xin trước khi ngừng lời, xin được một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ban chỉ huy quân sự huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, và đoàn chúng tôi cũng xin được trân trọng có chút quà nhỏ có một chút ý nghĩa với người con của thủ đô Hà Nội đối với các đồng chí lãnh đạo huyện Bảo Thắng. Sau đây thay mặt đoàn chúng tôi xin mời hai đồng chí lên chuyển là tặng phẩm, và xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Văn Ban là thay mặt lãnh đạo ban chỉ huy quân sự huyện Bảo Thắng lên đón nhận những tình cảm quý báu của chúng tôi. Right.
trước đến nay cũng là một bức tranh phong cảnh vô cùng là đẹp đẽ đối với trong mắt mỗi chúng ta, và đặc biệt còn đẹp hơn nữa đối với đôi mắt của những người dạy chữ, không chỉ là những người giáo viên vùng cao, đó là những chiến sĩ ngày đêm vẫn tuyển tuần tra biên giới, và tình cảm với những người bản địa, những người dân nơi đó đã nở hoa và cái trái rất là đẹp đẽ. Và để nối tiếp chương trình, xin được giới thiệu một ca khúc phần giao lưu văn nghệ giữa, xin được trân trọng mời lên sân khấu đồng chí Huy Mạnh và ca sĩ của đoàn, ca sĩ Thanh Loan, hãy cùng thể hiện một ca khúc được mang tên Thơ Tình Của Núi.
Nhưng hiện nay bây giờ nó là thành phố Lào Cai. Thì trước tiên là xin gửi lời chào tới tất cả toàn thể anh em có mặt hôm nay. Cũng qua cái lời này là cũng gửi lời chúc sức khỏe với toàn thể gia đình
các đồng chí và các đồng hương ở quê. Hôm nay nhân dịp là kỷ niệm 30 năm các đồng chí có mặt ở trên Lào Cai. Nhân dịp này cũng xin chúc toàn thể tất cả các đồng chí, các đồng hương, các quý vị có một tràn đầy niềm vui hạnh phúc, vui cho sức khỏe, trẻ cho tâm hồn, không cho tiện tưởng và trưởng thành chất nhiều lĩnh vực. Và hôm nay thực sự rất là tôi rất là vui mừng và rất là cảm kích, bởi vì cũng cách đây được một thời gian ngắn thì đồng chí Thanh điện cho tôi, thì cũng rất là vui mà được tất cả mọi người lên thăm lại chiến trường xưa này, thì đây quả là thật là một vinh dự, mà đúng là một chặng đường quanh đi một thời gian rất là dài mà thấm thoát đến bây giờ cũng đã được 30 năm rồi. Tôi thì xin mời tất cả quý vị nâng chén rượu để chúc mừng và kỷ niệm 30 năm. Hôm nay được ngay từ giây phút này, qua một thời gian hành trình suốt từ sáng đến giờ, thì đoàn chúng ta đã đến bến bước đầu là tại nhà hàng do đồng chí Thuận. Đồng chí Thuận là nguyên là đồng ngũ của chúng ta, người gốc ở quê hương Ứng Hòa, hiện nay đang công tác và sinh sống tại khu vực phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, đã là bước đầu tiền trạng cho đoàn chúng ta. Và giờ phút này xin được thay mặt cho tất cả đồng đội lính khát tát sáu của bốn huyện xin được trân trọng giới thiệu về dự buổi liên hoan gặp mặt đầu tiên tại thành phố Lào Cai hôm nay của chúng ta. Tôi xin trân trọng giới thiệu có anh Ban và anh Minh, nguyên là chỉ huy trưởng và chỉ phó. Vâng, và thưa anh Ban và anh Minh, hiện nay đoàn của chúng tôi qua bốn huyện và cùng các phu nhân đi là có trên 80 đồng chí, cả phu nhân và cả đồng đội của chúng tôi. Trước khi là các vị đại biểu khách cùng toàn thể các quý vị các bạn sẽ nâng ly rượu và ly vâng nâng ly rượu và cốc bia để chúng ta gặp gỡ bắt đầu và để chúc sức khỏe cho chuyến đi bắt đầu. Thay mặt lực lượng vũ trang huyện Bảo Thắng, tôi rất vui mừng, lòng nhiệt phấn khởi chào đón các đồng chí, đề nghị các đồng chí cho một tràng pháo vỗ tay. Cùng đi đoàn chúng tôi có đồng chí Phạm Ngọc Linh, trung tá chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự huyện Bảo Thắng. Thay mặt lực lượng vũ trang của Thắng, một lần nữa nhiệt liệt chào đón các đồng chí, đề nghị các đồng chí dâng ly. Vâng, xin đề nghị các đồng chí chúng ta ra tử và nâng ly. Đề nghị các đồng chí chú ý. Chú ý. Hơi cố chân dồn về đây Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng, càng như vang tiếng bác Hồ dậy từ non sông rào rực sâu. Hôm nay bác vui với hội toàn dân thành đồng ơi, sắt son đã vang đại hoàng, ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em. Hãy
nữa đi em những lời yêu thương. Hồi còn thắng nao nước đất nước, ta muốn bay lên say ngắm sông núi hiên ngang, ta muốn reo vang hát ca muôn đời Việt Nam. Bao liệt sĩ còn đây như nhắn nhủ những
chiến, thấy trời xanh sao xuyến ở trên đầu, ta vẫn cầm hai hoa tặng nhau. Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời chất lượng giữa thế kỷ 20, cháy rừng sáng ngàn năm ngàn năm. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, chim ngân một làn gió biển, một sớm mai xuân theo cực hầm ra chiến, thấy trời xanh sao xuyến ở trên đầu, ta vẫn còn hay hoa tặng nhau. Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời chất lượng giữa thế kỷ 20, cháy rừng sáng ngàn năm Trường Sơn Tây anh đi.
chiến binh của thành phố Hà Nội gọi là Hội đồng ngũ năm 1986 đã về thăm lại đơn vị cũ và cũng không biết nói gì hơn. Tất cả đại diện cho nhân dân, chúng tôi xin kính chúc tất cả hội đồng ngũ và toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thôn Công Né cùng toàn thể nhân dân thôn nhà, hôm nay kính thưa các quý vị đại biểu khách quý cùng về dự buổi gặp mặt thân mật ngày hôm nay. Hôm nay rất vinh dự cho cựu chiến binh tháng 8 năm 1986 của 4 huyện Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Chúng tôi là những người con cách đây 30 năm rất vinh dự được cầm súng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, khu biên cương của Tổ quốc, mà chính nơi đây là nơi mà chúng tôi đã được các bà con trong dân làng đùm bọc và quý mến để giúp cho chúng tôi có ngày hôm nay được hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương tiếp tục lao động và công tác. Có thể nói là ngày hôm nay là một ngày nhân chuẩn bị kỷ niệm ngày nhập ngũ của chúng tôi. Do vậy mà chúng tôi có cái chương trình là xin đề nghị với lãnh đạo địa phương ở xã nhà và thôn nhà
cùng với chúng tôi có những cái buổi gặp mặt về trở thăm lại đơn vị cũ hôm nay. Có thể nói ngay từ khu phút mà anh em chúng tôi đặt chân xuống, nhìn thấy tất cả các đồng chí lãnh đạo, được gặp gỡ các quý vị khách quý và các bà con dân làng thôn nhà đã có mặt đầy đủ tại khu nhà văn hóa thôn nhà hôm nay. Đây là một niềm vinh dự rất to lớn đối với đồng ngũ của chúng tôi cùng với các một số các vợ phu nhân của chúng tôi. Một lần nữa thay mặt đoàn xin được kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân thôn nhà lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Từ buổi giao lưu ngay từ bây giờ và tiếp đó là đến giao lưu văn nghệ thì đoàn chúng tôi sẽ có một chút quà nho nhỏ để tặng, xin được gửi tặng tới các cháu học sinh tiểu học của thôn. Rất là nồng nhiệt của lãnh đạo địa phương, xã và thôn con Né. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn hội đồng ngũ của tháng 8 năm 1986 và cũng như là hội cựu chiến binh của anh em đã bên Hà Nội, thành phố Hà Nội đã về thăm lại chiến trường xưa. Và sau đây xin kính mời tất cả các vị đại biểu, các vị khách quý và tất cả bà con nhân dân chúng ta sẽ cùng nhau ngồi vào vị trí và để chúng ta cùng giao lưu, để sau buổi giao lưu ẩm thực này chúng ta tiếp tục giao lưu một đêm văn nghệ thật là vui ạ. Xin kính mời. Em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng thể thu nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam, che xanh xây nhiều công trình, dòng họ thiên tha tình yêu đất nước tràn hòa. Khi em tiễn anh đi đồng quê màu xanh lúa, yêu cây súng trong tay anh giữ yên ngọt ngào tiếng du hời. Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng tiền phương anh vui thắng giặc. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dẫn em đi hôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yêu mềm. Nhân dân thôn Cốc Né vui mừng được đón các cô các chú hội cựu chiến binh tháng 8 năm 1986 thuộc thành phố Hà Nội về thăm lại đơn vị năm xưa, về gặp mặt và động viên. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Tam, thường vụ huyện ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Bảo Thắng. Chí Bàn Văn Dũng, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn Phong Hải. Các đồng chí trong thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện các ban ngành đoàn thể của thị trấn cũng về dự và động viên, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các cô, các chú hội đồng ngũ tháng 8 năm 1986, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu sự có mặt đông đủ của bà con nhân dân thôn Đốc Mé, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, về dự buổi gặp mặt hôm nay, chúng ta vui mừng khi buổi gặp mặt. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đặng Văn Quang, Bí thư chi bộ thôn Đốc Mé lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí và nhân dân, Bí thư Đảng ủy thừa thiên Huế, Đảng ủy thôn trưởng Thanh Hải, toàn thể các đồng chí, mà nhất là chúng tôi toàn thể các đồng chí hội cựu chiến binh, cũng như chúng tôi biết đây đến trường năm xưa, chúng tôi rất là quý các đồng chí. Chúng tôi nói thêm tí, chắc là chúng tôi sợ bà con chúng tôi chỉ quê hương thôi, chúng tôi không còn, nhưng mà chúng tôi xin mãi mãi là người ta là người anh. Đầu tiên tôi phép tôi xin được kính lời chúc sức khỏe tới các đồng chí, lời xin chào. Kính thưa các đồng chí, thời kỳ chiến binh năm xưa, hôm nay tôi cảm thấy thật sự vui mừng, vô cùng cảm xúc, và đặc biệt là được vinh dự đại diện bà con nhân dân thôn Đốc Mé. Chúng tôi được bày tỏ những lời cảm xúc và biết ơn chân thành sâu sắc nhất tới các đồng chí cựu chiến binh. Như bà con chúng ta đều biết, vào năm 1979 đến năm 1986 đã có rất nhiều cán bộ bộ đội từ miền xuôi về đóng quân tại thôn Đốc Mé chúng ta, và hôm nay các đồng chí cựu chiến binh đó đã dành những thời gian quý báu để thắp lại đơn vị cũ đóng quân tại bên bờ địa bàn thôn Đốc Mé chúng ta, cũng như thăm lại chiến trường xưa của các đồng chí. Trong niềm vui hân hoan, nhân dân thôn Đốc Mé chúng ta thực sự thành kính tri ân các đồng chí đã có công khai khẩn đồng hoang lập lên xóm làng từ mấy chục năm về trước. Nhờ có các đồng chí cựu chiến binh đã cống hiến tuổi biết bao thanh xuân không tiếc xương máu, thì hôm nay bà con nhân dân thôn Đốc Mé được ấm no và bà con nhân dân thôn Đốc Mé bây giờ cảm thấy rất tự hào trước sự đổi mình mạnh mẽ của quê hương, và chúng tôi lại cảm thấy thêm trong những công lao to lớn của các đồng chí cựu chiến binh đã đổ biết bao xương máu và mồ hôi công sức, và con nhân dân thôn Đốc Mé nói riêng, bà con nhân dân vùng biên cương của Tổ quốc nói chung, công lao không nhỏ của các đồng chí cựu chiến binh. Cuối cùng tôi xin kính chúc lời chúc sức khỏe tới các đồng chí và các vị đại biểu hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời chú Thanh là trưởng đoàn hội đồng ngũ lên phát biểu ý kiến và tặng quà cho các cháu học sinh khối tiểu học tại thôn Đốc Mé. Xin kính mời chú. Kính thưa đồng chí Bàn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thông Hà. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn Thông Hà. Kính thưa đồng chí Đặng Văn Quang, Bí thư chi bộ
thôn Cầu Né cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo trong các ban ngành đoàn thể của thôn Cầu Né cùng toàn thể nhân dân thôn Cầu Né ngày hôm nay. Rất vinh dự cho tôi được thay mặt cho các đồng đội và phu nhân đồng đội lính tháng 8, 8, 6 là cựu chiến binh của trước đây năm tại thời điểm năm 1986 là Hà Sơn Bình, nay được gọi là thành phố Hà Nội. Đây là Hà Nội của Cố Nguyên, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức đã có dịp được nhân cái vinh dự làm nhiệm vụ quân sự lên bảo vệ miền biên giới của Tổ quốc, phía Bắc của Tổ quốc là Hoàng Liên Sơn trước đây, nay là Lào Cai. Và chính thức chúng tôi được đóng quân ở huyện Bảo Thắng ngày nay của, và là chúng tôi đã được huấn luyện đóng quân tại địa bàn thôn Cọc Né, xã trước đây là xã Phong Hải, bây giờ là thị trấn Phong Hải. Đó là một niềm vinh dự cho chúng tôi. Sau đó thì chúng tôi có suy nghĩ, một cái suy nghĩ rất là sâu sắc, là chúng tôi sẽ là cố gắng làm sao để về với đơn vị cũ để gặp lại những người mẹ, người chị, người anh. Vâng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương cũng như các đồng các đại biểu quý vị khách quý, có thể nói là chương trình mà đoàn của lính tháng 8 tháng 6 của quân chiến binh hôm nay chúng tôi chưa làm được với lại các bác, các cô, các chú, các dì và các chị quê hương mình. Thế thì không có điều gì khác, chúng tôi rất mong muốn là có một cái tình cảm nho nhỏ nhân dịp ngày chuẩn bị và chúng tôi kỷ niệm 30 năm ngày nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc, lên chính mảnh đất quê hương của xã nhà và thôn nhà, thì chúng tôi cũng mong muốn là có một cái chút quà nho nhỏ. Thực ra mà nói về xét về kinh tế thì cũng lớn, nhưng đây là về mặt tinh thần để động viên cho con cháu của mình để học tập thành đạt và chính là chủ nhân của tương lai quê hương đất nước, để làm sao xây dựng đất nước và quê hương ngày càng phát triển và đổi mới. Và trong thời gian tiếp theo các cháu sẽ tiếp tục cố gắng học tập tốt. Và cảm thông thương bao la đối với bà con nhân dân thôn Cốc Né nói riêng
để cùng nhau cảm ơn lại những năm tháng trên mảnh đất quê hương, nơi địa đầu của tổ quốc có con sâu đồng đỏ lặng phù sa. Và sau đây xin mời quý vị cùng toàn thể các cô các chú chúng ta hãy ngược dòng thời gian để ôn lại những năm tháng hào hùng ấy qua ca khúc Hạnh Phúc Ngày và Đêm do các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các cô các chú và bà con nhân dân trong thôn của là những ngày thương nơi trái đêm ngôn ngữ là trái tim là trái tim ta ngồi bên nhau đêm nay sao
tình cho em. Em ơi, có nghe mùa đông về, gió tràn ngành điện rơi, chiều giảm rào mây mây nhớ em một chiều vắng. Ruộng vàng em chăm lo bốn mùa xanh tốt, về Hà Giang hôm nay bên đồng đội thân yêu đánh tan quân bành trướng. Em ơi biên giới mây đen con che phủ, lượn thu còn cháy trong tim, anh còn phải đi xây những Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiến binh thành phố Hà Nội. Hôm nay rất vinh dự và tự hào cho lực lượng vũ trang huyện Bảo Thắng được đón chào các đồng chí đến thăm chiến trường xưa. Thay mặt cho Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Thắng, tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đến thăm chiến trường xưa. Kính thưa các đồng chí, trên cương vị chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bảo Thắng, chúng tôi là những người chiến sĩ đứng trước biên cương hải đảo, xin hứa với các đồng chí, lực lượng vũ trang huyện Bảo Thắng nói riêng và lực lượng vũ trang tỉnh Nói Ca nói chung là những bức tường thép, là bức tường thép mà không phải thép là thép đặc biệt đây nhá, đấy nó quả đấm thép đấy đáng chí, là trên cương vị chỉ trưởng tôi xác định là như vậy. Cho nên là mong lực lượng vũ trang huyện Bảo Thắng cũng như là các đồng chí cựu chiến binh mong rằng buổi giao lưu hôm nay là mục đích thắm thỉnh thêm quân dân càng ngày càng thắm thiết hơn. Các đồng chí là những người hậu phương vững chắc, chúng tôi là những người tiền tuyến mạnh mẽ đi đầu trên mọi lĩnh vực. Xin kính chúc các đồng chí một đêm giao lưu thật tuyệt vời. Sau đây tôi xin gửi kính tặng các đồng chí một bài hát cách đây là 30 năm tôi sáng tác. Lại đây nghe tôi kể chuyện. Chuyện gì nào ấy? Chuyện gì nào? Chuyện là chuyện biệt núi Hoàng Liên Sơn đánh tan bọn thù, là bài học sâu cho mẹ lũ thằng kia. Hơn như hương đời chúng ta đây là con một nhà, ngày ra đi theo mẹ dặn dò, thương yêu nhau tấm lòng đồng chí, trong gian nào chúng ta cùng khắc phục quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao. Anh thân quay cao còn tôi khối 82, tôi 12 ly 7, tôi 12 ly 7. Chúng ta đây là con một nhà, hãy ra đi theo mẹ dặn dò, thương yêu nhau tấm lòng đồng chí, không gian nào chúng ta cùng khắc phục quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó. Xin chân trọng cảm ơn. Em ơi vì nhân dân quên mình, đoàn đại quốc chúng ta ở nhân dân mà ra, được dần lên được dần đi muôn phần, thể dân suốt đời thể tranh đấu không ngừng vì đất nước thân yêu và hy sinh. Đoàn đại quốc chúng ta là con yêu hơn người, vì tranh đấu suốt đời vì nhân dân. Hồng Phương và Hồ thể thành dân cuối nước cũng bao lòng người tranh đấu không ngừng, người chỉ biết có dân ngày ngày lo sao cho toàn dân bên toàn dân mưa hoàng thế đau thương, người tranh đấu đang từng ai vì cho dân. Còn về quốc chúng ta là con yêu của người, thế tranh đấu suốt đời vì nhân dân. Yeah.
hoa cùng một cùng. Còn người đâu ta tất cả quên ăn, làm anh em mỗi đứa một quê. Đã lên xe anh đã cùng một thương. Về vinh dự được giao lưu ngày hôm nay. Và để tiếp nối chương trình hôm nay, để chúc sức khỏe cho toàn thể cán bộ và nhân dân thôn nhà cùng toàn thể các đồng chí. Để tiếp theo nối chúc chương trình hôm nay, xin được thay mặt ban đội ngũ của lý thuyết 566 của thành phố Hà Nội xin được giao lưu một tiết mục văn nghệ sau đây. Em sang tay anh sẽ tay chẳng khi nào mà sẽ đàn mày chẳng thể nào mà sợi thương mây trăm mãi gần sợi nơi mấy đàn vòng dây sườn đông mặt trên trái nhìn sườn đông trên trời phơi mây mây màu xanh xuống mà anh biết bàn tay em nó bao thẳng.
em ta sang giật mà thương mà thương. Ta lại đi đi vẫn nói eo đều bằng câu ca và tình yêu thật lòng khi chờ gió. Thank you.
buổi chiều bây giờ là hội cựu chiến binh tháng 8 tháng 6 của thành phố Hà Nội. Chúng tôi đã rất vinh dự được sự đón tiếp nồng nhiệt của các đồng chí cán bộ lãnh đạo địa phương cùng toàn thể nhân dân thôn Nhà. Đó là một niềm vinh dự cho chúng tôi, và không có gì mà chúng tôi có thể nói hết lên được cái tình cảm quý báu này. Một cái điều tình cảm quý báu nho nhỏ mà hội đồng chiến binh thành phố Hà Nội chúng tôi xin được trân trọng gửi tới một món quà nho nhỏ để nó là kỷ niệm sâu sắc từ nay mãi mãi về sau đối với hội cựu chiến binh lính tháng 8 tháng 6 thành phố Hà Nội chúng tôi, đối với thôn Góc Né ta thì tránh mà chúng ta, bằng một món quà rất là nho nhỏ nhưng có thể nói là nó mang một ý nghĩa rất là sâu sắc. Đó là người con quê hương của thủ đô Hà Nội xin được kính tặng cán bộ và nhân dân thôn Góc Né chúng ta một bức hình mang hình ảnh của thủ đô Hà Nội. Đó là một cảm động. Xin chào đón kính mời đồng chí Trần Xuân Quang và vị thư ký bộ sẽ xin lên đón nhận cái tình cảm nho nhỏ của chúng tôi. Vâng, xin tất cả chúng tôi chúc mừng. Vâng, hôm nay say về những nơi gần gần về đây, ai còn ơi hứng chi đã bao năm rồi, một ngày vui là nó. Việt Nam Hồ Chí Minh.